Thưa quý khán giả, nếu như người già, người trung niên ưa chuộng thức uống đó là cà phê, thì giới trẻ thì lại mê tít với một loại nước uống thần thánh, và đó chính là trà sữa. Không nói ở đâu xa, ngay cả bản thân của Quỳnh Loan thì cũng không thể nào cưỡng lại nổi cái mùi vị thơm thơm béo béo. Nhưng thưa quý khán giả, cái gì thì cũng cần phải có một liều lượng riêng, dùng có chừng mực thì cũng không sao. Thế nhưng trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi không nhấn mạnh nhiều đến chất lượng ở bên trong, mà nói về một khía cạnh nguy hiểm khác đi liền với trà sữa. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Trà sữa Trân Châu là loại đồ uống yêu thích của rất nhiều người, đặc biệt là đối với giới trẻ và trẻ em. Sẽ không khó để chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh những quán trà sữa tấp nập rẽ ra người vào thưởng thức loại nước uống này trên khắp các nẻo đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình rất là thích uống trà sữa luôn á. Nếu mà hôm nào mình không có uống thì mình thấy nó thiếu thiếu cái gì á. Cái việc uống trà sữa của mình á thì dường như là một cái thói quen của mình. Thế nhưng có ai nghĩ rằng đằng sau loại đồ uống khiến cho nhiều người phải mê mẩn này lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại? Theo chuyên gia dinh dưỡng, một ly trà sữa có hàm lượng dinh dưỡng gần bằng với một tô phở bò, tương đương 300 kcal. Hai ổ bánh mì thịt nguội pate tương đương 300 đến 400 kcal. Hai ly cà phê sữa tương đương 360 đến 400 kcal. Hai chén cơm trắng tương đương 380 kcal. Do có hàm lượng dinh dưỡng cao nên khi sử dụng trà sữa thường xuyên, năng lượng lớn trong ly trà sữa sẽ góp phần làm cho tình trạng béo phì ở trẻ thừa cân trở nên nặng nề hơn. Đối với trẻ thừa cân, muốn tiêu hao 400 kcal sau khi uống một ly trà sữa thì cần phải đi bộ nhanh với vận tốc 8 km/h liên tục trong 60 phút, nhanh gấp 2 lần so với đi bộ thông thường. Nhưng thực tế, hầu như không có trẻ thừa cân béo phì nào làm được điều này. Chính vì lẽ đó, nếu hàng ngày nạp vào cơ thể từ 400 tới 800 kcal, tức 1 đến 2 ly trà sữa, sẽ làm gia tăng nguy cơ thừa cân béo phì rất nhanh vì các em chưa có ý thức về việc vận động, rèn luyện cơ thể. Bên cạnh đó, với những trẻ hiếu động, khi các bậc phụ huynh cho trẻ vừa uống trà sữa vừa chơi đùa cũng sẽ tiềm ẩn mối nguy hiểm khó lường, đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ tuổi. Các em chưa nhận thức đầy đủ về các mối nguy hại liên quan đến tính mạng, sức khỏe. Vì lẽ đó mà trà sữa Trân Châu cũng có thể là nguyên nhân gây nên nguy cơ hốc dị vật đường thở, rất nguy hiểm cho trẻ. Chính vì đặc điểm riêng của loại đồ uống này, để có thể ăn được hạt Trân Châu, người dùng không thể uống bằng ống hút nhỏ như bình thường hay sử dụng. Để đáp ứng yêu cầu đó, một loại ống hút đặc biệt đã ra đời. Ống hút to chuyên dùng cho món trà sữa này. Thưa quý khán giả, những chiếc ống hút to như thế này thì chỉ từ khi trà sữa ra đời thì chúng mới xuất hiện. Dân, chưa bàn đến việc liên quan đến việc hốc dị vật đường thở nếu như chúng ta sử dụng thiếu thận trọng. Mà trước tiên hãy cùng nói đến quá trình sản xuất của chúng như thế nào. Theo tìm hiểu của phóng viên chương trình, loại ống hút to nhiều màu là loại được nhiều chủ tiệm lựa chọn. Để biết lý do vì sao, phóng viên đã tìm đến khu chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu. Khi được hỏi về mức giá của các loại ống hút chuyên dùng để bán trà sữa hiện nay, người bán này đã rất nhiệt tình giới thiệu, chào mời với nhiều loại ống hút khác nhau và giá thành từng loại dĩ nhiên cũng chênh lệch. Cái này là bao nhiêu? Cái cây này là bao nhiêu? 21.000 bịch. 21.000 một bịch nửa ký. Cái này là nửa ký luôn hả? Đúng rồi. Cái trong cái bịch là nó mất tiền cái 80.000 ký rồi. Cái này là hàng rẻ đâu có vô bịch đâu. Loại ống hút này được cơ sở sản xuất đóng gói sơ sài và dĩ nhiên có mức giá khá bèo. Được biết, nguyên liệu sản xuất ống hút nhựa rất phức tạp, không chỉ có mỗi nhựa phế thải, nhựa y tế mà còn từ những loại nhựa thải nhập khẩu khác. Bên cạnh đó, chất tạo màu công nghiệp giúp chúng có màu sắc bắt mắt cũng chứa không ít chất độc hại. Đấy là chưa kể đến việc những chủ quán chỉ vì lợi nhuận có thể tái sử dụng ống hút nhiều lần mà khách hàng cũng không hề hay biết. Thưa quý khán giả, ống hút được làm từ nhựa không đạt tiêu chuẩn thì có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, gan, thậm chí là gây ung thư do tích lũy nhiều chất độc hại từ các ống hút ngấm vào đồ uống. Rất khó để có thể kiểm soát được chất lượng của ống hút cũng như là chu trình để sản xuất ra chúng. Vì thế, chúng ta cần phải hạn chế tối đa trong khả năng có thể. Quỳnh Loan cũng xin hẹn gặp lại quý khán giả ở tập sau để tiếp tục bàn về mối nguy từ những chiếc ống hút như thế.